Vào thời điểm mà Ronaldo Nazario de Lima đang ở đỉnh cao phong độ, năm 2002, anh chuyển đến Real Madrid từ Inter Milan với mức giá khoảng 45 triệu euro. Thế nhưng, con số đó cũng chả thấm tháp vào đâu nếu so với kỷ lục cũ mới được thiết lập cách đó một năm. Zinedine Zidane đến với Real Madrid với con số khoảng 77 triệu euro. Ở thời điểm đó, khi mà khoảng 20 triệu euro đã mua được một cầu thủ thuộc diện sao số, thì 77 triệu euro đích thực là một con số không tưởng. Nếu Vivon đến với thời điểm hiện tại, thì thương vụ Zidane cũng tốn giấy mực cỡ như vụ Neymar 222 triệu euro đến PSG vậy. Cũng từ thương vụ của tuyển thủ người Pháp mà giá trung bình của cầu thủ được tăng lên một mức đáng kể. Chuyện giữa Zidane và Real Madrid thì có lẽ nhiều người cũng đã biết rồi. Zidane thành công với Real Madrid trên cả cương vị cầu thủ và cả huấn luyện viên với hàng loạt Champions League và La Liga danh giá. Thế nhưng, Zidane đã thi đấu ở Juventus cỡ như thế nào mà Real Madrid phải quyết tâm chiêu mộ anh đến mức như vậy? Và video chính là nơi hy vọng có thể giải thích cho các bạn được thắc mắc trên. Trước thời điểm mà Zidane tỏa sáng tại Juventus, thực ra anh đã là một sao mai tiềm năng của bóng đá thế giới rồi. Đó là thời điểm khi Zidane còn thi đấu cho Bordeaux. Vào mùa giải cuối cùng mà Zidane chơi cho đội bóng nước Pháp, họ đã phải đụng độ một trong những đối thủ lớn nhất tại châu Âu thời điểm đó, AC Milan hùng mạnh. Trong khi đó, Bordeaux có lẽ chỉ là một con kiến tại bóng đá châu Âu. Tại giải quốc nội, họ ngụp lặn và thậm chí còn kết thúc ở vị trí thứ 16 mùa giải năm đó. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ không để lại thứ gì. Milan thời điểm đó có những hào thủ của bóng đá thế giới, có thể kể đến những Paolo Maldini, Franco Baresi, Roberto Donadoni, Marcel Desailly, Jorge Weah, Roberto Baggio và tài năng trẻ Patrick Vieira. Đồng thời, có một siêu dự bị Paolo Di Canio. Thậm chí, Stefano Eranio và Roberto Baggio đã ghi bàn trong trận lượt đi tại San Siro. Đoàn quân của huấn luyện viên Capello chắc chắn đã bước vào trận lượt về với sự thoải mái nhưng cũng đầy kiêu ngạo. Xong, trận lượt về sẽ là một đêm không thể nào quên được của người hâm mộ bóng đá Pháp. Bộ ba Zinedine Zidane, Vicente Lizarazu và Christopher Dugarry đã thực sự giới thiệu mình cho toàn thế giới. Một Lizarazu vững chãi ở nơi hàng thủ, một Zidane ma thuật ở khu vực giữa sân và một Dugarry sắc bén. Họ đã lật kèo thành công với thắng lợi 3-0 đậm đà tiễn AC Milan về nước. Và rồi, những màn trình diễn tại châu Âu năm đó đã khiến Juventus mang Zidane đến với sân Stadio delle Alpi, sân cũ của Juventus. Thế nhưng, dù có một background tốt với việc giành được Intertoto Cup cùng với ngôi vị Á quân tại UEFA Cup đi kèm với một vị trí trong đội hình tuyển Pháp Euro 1996, song Zidane vẫn là một sự ngờ vực đối với các cổ động viên của bà đâm ra. Những tháng đầu tiên không hề diễn ra một cách dễ dàng. Tuyến giữa của Juventus lúc đó là sự hiện diện của ba cầu thủ thuộc diện máu mặt của đội bóng: Antonio Conte, Didier Deschamps và Di Livio. Trong 3 trận đấu đầu tiên của mùa bóng, Juventus chơi đeo sơ đồ 4-3-3. Sau đến 2 trận đấu tiếp theo, họ chơi theo kiểu 4-4-2 cân bằng. Và rồi, một bước ngoặt đã diễn ra khi Antonio Conte gặp một chấn thương và phải ngồi ngoài trong thời gian khá dài. Và đó là thời cơ cho Zidane trở lại đội 1. Cùng với đó là Marcelo Lippi muốn áp dụng đội hình 4 tiền vệ. Ông Lippi hiểu rõ tài năng của Zidane nhưng ông không thể vứt ngang Conte ra ngoài được. Điều đó là quá rủi ro và việc Conte chấn thương, ông cũng là một cái cớ hay. Bianconeri vẫn chơi với sơ đồ 4 tiền vệ, nhưng giờ đây họ sẽ vận hành như một khối kim cương. Đáng dưới đáy hàng tiền vệ sẽ là Didier Deschamps, trong khi Di Livio và Jugovic sẽ di chuyển để hỗ trợ săn tìm bóng cho Zidane, người lúc này được tự do chơi như một số 10. Trận đấu gặp Inter Milan, đối thủ lớn nhất của Juventus năm đó, chính là trận đấu bản lề cho sự thăng hoa dường như là ngay lập tức của Zidane. Với một tuyến giữa nặng về khả năng tranh chấp, Juventus đã khiến cho Inter Milan hoàn toàn bị động. Trên sân nhà Stadio delle Alpi, ba đâm ra thi đấu lấn lướt, họ sớm có một bàn thắng trong hiệp 1 do công của Jugovic. Nhưng phải đến hiệp 2, các cổ động viên Juventus mới thở phào nhẹ nhõm. Tân binh Zidane đỡ bóng từ ngoài vòng cấm trước khi tung ra một quả đá chân trái theo kiểu lá vàng rơi nâng tỷ số lên thành 2-0. Kết thúc luôn hy vọng có điểm của Nerazzurri. Vài tháng sau, với phẩm chất của mình, Zidane phá vỡ hàng phòng ngự của mọi đối thủ. Nhiều người đã ước rằng tại sao ông Lippi không cho phép sự tự do của Zidane được xuất hiện sớm hơn. Nói về Zidane ở Juventus là nói về một cầu thủ xuất sắc nhưng cực kỳ gây tranh cãi. Nếu hỏi Zidane có hay không, có hào hoa không, những người hâm mộ Juventus có thích không, thì phần đông trong số họ sẽ gật đầu đồng ý. Cho đội hình Lippi toàn thắng vào cuối những năm 90, Zidane chắc chắn là một trong số những thành viên xuất sắc nhất ở hàng tiền vệ. Thậm chí, Juventus còn bỏ ra 8 triệu euro để chiêu mộ Edgar Davis từ AC Milan để giải phóng Zidane khỏi nhiệm vụ phòng ngự. Khi tôi nói đến đây, thì có lẽ nhiều người sẽ hình dung Zidane là một mẫu đỏng đảnh, thi đấu như một số 10 cổ điển và dành phần lớn thời gian cho trận đấu để đi bộ. Nhưng mọi thứ lại ngược lại, có thể nói, trước Kaká thì Zidane được xem là số 10 hiện đại giữa những số 10 cổ điển giai đoạn đó. Một khi tấn công thất bại, Zidane sẽ ngay lập tức lao về phạm lỗi hoặc pressing đối thủ để người cầm bóng của đối phương mắc sai lầm. Là người từng phát ngôn câu nói nổi tiếng, tại sao lại dát một lớp vàng khác lên chiếc Bentley khi chúng ta đã mất đi toàn bộ động cơ của nó? Khi Real Madrid bán đi Makelele thì chắc chắn không thể là một gã lười biếng được. Sau đến mùa giải 97-98, Juventus đã tạo ra một bộ ba kinh khủng nhất câu lạc bộ từ ba cái tên mà ít người nghĩ đến. Đầu tiên là Filippo Inzaghi, người mà chúng ta vẫn thường gắn với quãng thời gian ở AC Milan nhiều hơn. Nhưng kỳ thực,
Inzaghi ở Juventus là một phiên bản đáng sợ không kém chút nào. Thậm chí, anh còn ghi bàn đều đặn hơn thời ở Milan sau đó nhiều. Thứ hai là Alessandro Del Piero, còn cưng trong mắt Juventini. Hai tiền đạo trên hoạt động nhờ vào nguồn sáng tạo bất tận mang tên Zidane. Ba cá nhân trên nằm trong top ra sân của Juventus. Zidane mùa giải năm đó có 11 bàn, Inzaghi thì 27 bàn thắng, còn Del Piero có đến 32 bàn. Ba người và 70 bàn thắng được ghi, quá kinh khủng. Bạn có thể nói gì về chất lượng kỹ thuật của Zizou? Zidane có lẽ là một trong những cầu thủ bóng đá kỹ thuật nhất trong lịch sử. Khả năng dê bóng và những pha xử lý trong không gian hẹp của cái gã Marseille boy này là không ai sánh kịp. Thứ khiến cho Zidane trở nên đặc biệt đôi khi không phải là chất lượng trong từng đường chuyền, mà nó nằm ở tầm nhìn của cựu cầu thủ Bordeaux đối với toàn cục. Zidane cũng có khả năng săn bàn nhạy bén khi đã ghi 42 bàn trong tổng số 249 lần ra sân cho đội bóng vùng Tây Bắc nước Ý. Zidane là cầu thủ kiến thiết lối chơi xuất sắc nhất, có thể làm được bất cứ điều gì. Trong năm thứ hai tại Juventus, anh đứng thứ ba trong cuộc bầu chọn quả bóng vàng, đồng thời nhận giải cầu thủ nước ngoài của năm ở Serie A. Nhưng Zidane dù có được nhiều vinh quang tại Juventus nhưng vẫn có những thiếu sót. Anh chính là đại diện của một thế hệ cuối thập niên 90 của bà đầm già, cực kỳ xuất sắc nhưng thiếu đi một danh hiệu Champions League. Một trong những trận đấu mà Zidane đáng quên nhất chính là trận chung kết Champions League 1997 với Borussia Dortmund. Đội bóng Đức đã áp đảo Juventus, điều đó đã được bằng tỷ số chứng minh rõ ràng với chiến thắng 3-1. Zidane không để tạo ra tác động đáng kể đến một trận đấu và đã bị Paul Lambert kèm cặp một cách hiệu quả. Bất chấp thất bại này, câu lạc bộ vẫn có một mùa giải lịch sử giành Scudetto, siêu cúp và cúp liên lục địa. Trong mùa giải thứ hai với Juve, Zidane đã trở thành một trong những ngôi sao của giải đấu. Anh ấy đã tăng cường thể chất để hoàn toàn thích nghi với sự va đập của bóng đá Ý. Nhưng dù thế thì thành công vẫn luôn lẩn tránh anh. 3 năm cuối của Zidane ở Juve, anh đã không thể giúp Juve thành công trong việc đoạt thêm bất kỳ một Scudetto nào nữa. Cho đến thời điểm hiện tại, Zidane vẫn nằm trên làn danh của việc có được xem là huyền thoại của Juventus hay là không. Anh chỉ trải qua 5 năm tương đối ngắn ngủi ở câu lạc bộ, nhưng tôi nghĩ anh xưa nào có một vị trí trong danh sách này vì với tư cách là một Juventino. Zidane không đạt được tầm ảnh hưởng như cái cách mà người tiền nhiệm đồng hương Michel Platini làm được, hay thứ cảm xúc điên rồ như Roberto Baggio trong vài năm trước đó. Đội bóng chơi hay, Zidane sẽ là người hay nhất, nhưng khi đội bóng chơi tệ đi, vai trò của Zidane cũng bị hạn chế phần nào. Chưa kể, ngôi sao số 1 của Juventus trong giai đoạn đó có lẽ là Del Piero chứ không phải Zidane. Mười mấy năm sau, cũng có một người Pháp khác đến với Juventus và tỏa sáng theo đúng cái cách mà Zidane đã làm, dù rằng không bằng tầm vóc như thế, đó chính là Paul Pogba. Trở lại với câu chuyện của Zidane, việc bán Zidane, một cầu thủ 29 tuổi lúc đó đã làm cho ba bên hài lòng. Real có một nhạc trưởng, Zidane có được Champions League, còn Juventus dù số tiền đó để mua được Buffon, Nedved và Thuram, những người đã mang Juventus đến một đỉnh cao mới. Và đó chính là khép lại của một chương quan trọng trong cuộc đời của Zidane khi còn chơi bóng ở Ý.